đừng nhìn vào cái hình dáng bề ngoài. Tức là một vị có thể là một cái vị trưởng lão, có thể là một vị sư, một vị thầy nổi tiếng, có nhiều lời tán tụng, nhiều lời ca ngợi. Đừng để ý cái đó. Sư nói cho quý vị biết một cái chuyện động trời, đê qua đắp tá, đề bà đạp đá. Trước khi mọi chuyện nó vỡ lở là đê qua đắp tá chia rẽ Đức Thế Tôn. Quý vị biết đê qua đắp tá là một vị chứng tứ thiền bát định, ông có thần thông đó. Giới luật trong sạch có thần thông, tức là ông hoàn toàn có thể ngồi giữa hư không thuyết pháp. Mà sư hỏi quý vị, nếu như Đê Quá Đát Tá mà sanh vào thời kỳ này là thôi mình chết sạch, chết sạch. Một người ngồi hư không thuyết pháp thì thôi thiên hạ chạy theo thôi, nói cái gì đâu cần biết. Mà đâu cần, sư xin thưa, thời nay đâu cần như Đê Quá Đát Tá, chỉ cần một chút xíu hơi lạ thôi là thiên hạ đã chạy theo như vịt rồi. Mà nhớ, ngay cả Đê Quá Đát Tá còn có vấn đề thì mình là cái gì? Do đó đó, đừng có trông đợi những cái lạ. Quý vị hãy hỏi cái lạ đó bằng Đê Quá Đát Tá không? Đê Quá Đát Tá có thể ngồi hư không thuyết pháp, có thể biến ra lửa, có thể biến ra nước, có thể hóa hiện thần thông, biến ra con này con kia. Cái gì thuộc về thần thông Đê Quá Đát Tá làm được hết. Hãy tự hỏi bằng Đê Quá Đát Tá. Mà Đê Quá Đát Tá còn có vấn đề. Đó là một cái để cho chúng ta tỉnh táo khi nghe ai đó nói vị này có thần thông, hay là có cái gì đó nó hơi lạ, chắc có lẽ có cái gì đó, hãy cẩn trọng. Rồi đó là chưa kể nhiều người chỉ nghe đồn, nghe khen. Điều chúng ta cần quan tâm là vị đó dạy cái gì,